Mời quý vị và bà con đến với mục thông tin cùng nhà nông. Thưa quý vị và bà con, thời tiết những ngày qua diễn biến khá phức tạp, lại trùng với giai đoạn cây lúa mẫn cảm với bệnh đã làm cho sâu bệnh phát sinh cây hại. Đến thời điểm này, bệnh khô vằn vàng lá đã xuất hiện và gây hại trên lá tại các diện tích lúa. Vì vậy, nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời, thì trong thời gian tới, bệnh có thể gây trên diện rộng, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lúa xuân. Khi ruộng bị nhiễm bệnh khô vằn, vàng lá, tranh thủ khi thời tiết tạnh giáo, bà con có thể sử dụng một số thuốc đặc hiệu, điển hình như tiêu super 300 EC để phòng trừ, nồng độ và liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì. Tiêu super 300 EC là thuốc trừ bệnh nội hấp mạnh, phổ rộng, không cần pha trộn, thuốc có tác dụng phòng trị nhanh, hiệu lực kéo dài 2 đến 3 tuần, dưỡng cây, dưỡng hạt. Chính vì thế, tiêu super 300 EC vừa có tác dụng phòng và trị bệnh nhanh chóng, triệt để bảo vệ cây lúa mang lại hiệu quả canh tác cho người sản xuất. Chúng tôi muốn mua cái hàng cốc chính hiệu tôi không biết làm nào tôi phân biệt được ạ. Cứ về là phun thôi, cũng không phân biệt được. Trước khi đi mua thì tôi rất chi là cẩn thận, tôi phải đọc chữ dùng cái chữ tin super của sáng sĩ ta và có cái hình ông mặt trời như thế này thì là mình chắc ăn nhất. Còn ở ngoài thị trường bây giờ cũng rất nhiều loại thuốc mà để cho người ta có thể ngầm lẫn. Tuy nhiên hiện nay, trên thị trường xuất hiện rất nhiều sản phẩm gần giống với tiêu Super 300 EC để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Kỹ sư Nguyễn Kim Văn, tập đoàn Lộc Trời sẽ hướng dẫn bà con một số lưu ý để nhận diện sản phẩm tiêu Super chính hiệu. Cái tiêu Super 300 EC là một cái sản phẩm thì nó thương hiệu là như vậy rồi thì tuy nhiên thì bà con nông dân những người mà thực sự có kinh nghiệm ấy, thì bà con chúng ta phân biệt được. Đấy, với các dấu hiệu thì cũng rất nhiều người mà chúng tôi tiếp xúc ý, thì thấy rằng là bà con vẫn có cái sự nhầm lẫn Muốn sử dụng cái tin Super 300cc Nhưng lại à, do thiếu thông tin để cái dấu hiệu nhận biết Nên là đã mua nhầm Thì cũng 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 thì rất nhiều bà con người ta là là nhầm lẫn Trong cái chuyện mà lựa chọn sản phẩm tin Super 300cc Vậy thì cũng muốn chia sẻ bà con một số thông tin Để bà con người ta có thể nhận biết được đúng cái sản phẩm tin Super 300cc Thứ nhất nó phải là cái chữ tin Super và có duy nhất một cái hàm lượng là 300 EC. Đây là sản phẩm của hãng Syngenta sản xuất và do tập đoàn Lộc Trời phân phối. Và bên góc trái nó có cái hình bông lúa và mặt trời. Việc phòng trừ bệnh khô vằn vàng lá, bà con nông dân cần pha đúng lượng thuốc, lượng nước theo quy định và phải phun kỹ, ướt đều lá. Công tác phòng trừ dịch hại trong giai đoạn này là rất quan trọng và việc chọn đúng loại thuốc bảo vệ thực vật là nguyên tắc đầu tiên trong bốn đúng để đảm bảo hiệu quả trong quản lý dịch hại. Việc nắm bắt thông tin và nhận diện đúng những sản phẩm chất lượng sẽ giúp bà con nâng cao hiệu quả phòng trừ bệnh khô vằn, vàng lá và đảm bảo năng suất chất lượng lúa khi thu hoạch. Vải lai u là cây trồng đem